click email thông tin bắt buộc, tiền mặt hiển thị voucher. Xếp hạng nhấn nút để thay đổi bộ lọc, tìm kiếm hoặc dòng nón, tìm trên Google, xe công nghệ, chưa được gắn nhãn, chọn điểm đón. Đang tìm tài xế đưa ra cho bạn, đợi một chút thôi, 3 dấu chấm. Đây là một lớp học đặc biệt với nhiều lứa tuổi khác nhau. Điện thoại thông minh thì có sử dụng phần mềm đọc màn hình dành cho người khiếm thị. Tôi đang thực hiện cái thao tác đặt xe công nghệ, phải nghe thật là kỹ, phải dùng đôi tai nghe thật là kỹ. Và nếu mà nghe không kỹ là nhiều khi là bị nhầm. Hạnh phúc lắm bởi vì là người thường dùng đã khó rồi, mà mình lại dùng được, lại đặt được xe. Mặc dù là mất nhiều thời gian lắm và cầu kỳ khó khăn lắm mà về được nhà cảm thấy rất là thú vị, tức là tự mình lo được cho mình. Được tiếp cận với cả công nghệ thông tin bây giờ thì là khả năng kết nối cũng như là tìm hiểu tri thức là nó mở rộng ra cho tôi rất là nhiều. Tôi mong là tất cả mọi người khiếm thị như tôi cũng có thể sử dụng được điện thoại thông minh này để nắm được cả thế giới vào tay mình. Tài xế Nguyễn Tuấn Anh sẽ đón bạn tại 150A.